Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong dân gian xưa có tứ đại ma cây, cây liễu, cây dâu, cây hoa hòe và cây bách là những loại cây được coi là kiêng kỵ trồng trong nhà. Người xưa có quan niệm những loại cây này thường liên quan đến trùng tang. Liệu những điều này có đúng hay không? Và trồng cây phong thủy trong nhà cần biết điều gì để tránh dẫn dụ âm khí, tai họa đến? Hãy cùng theo dõi trong video ngay sau đây. Tuyệt đối cấm trồng cây trong sân nhà nếu chưa biết điều đại kỵ này. Chặt ngay kẻo hối không kịp. Tại sao người xưa kiêng kỵ trồng cây trong sân? Nếu trồng quá nhiều cây trong sân sẽ mát hơn, nhưng nếu cây quá rậm rạp sẽ cản nắng. Ngoài ra, cây cối quá rậm rạp sẽ cản gió, cản khí lưu thông. Thời xưa không có nhà cao tầng, hầu hết đều là nhà một tầng. Ai có kinh nghiệm sống đều biết rằng khó khăn lớn nhất khi sống ở tầng trệt là độ ẩm và muỗi. Nếu trồng cây lớn che dợp thì suốt ngày phải lo xua đuổi muỗi, chuột và kiến. Ngoài ra, khi trồng quá nhiều cây trong sân, cây rất dễ bị đổ khi trời mưa bão. Nhà cổ thường thấp, cây cao, cành cao, khi gặp gió bão bị thổi bay, có nguy cơ va hoặc đổ vào mái nhà, sập nhà. Những loại cây mang âm khí không trồng trong nhà. Trong khuôn viên của những ngôi nhà rộng rãi đều trồng một vài loại cây để vừa làm đẹp vừa cung cấp thêm oxy cho hoạt động của con người. Tuy nhiên, theo phong thủy, không phải loại cây nào cũng có tác dụng tốt đối với ngôi nhà và các thành viên sống trong đó. Một số loại cây còn mang tới điềm gở, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và cuộc sống của những người trong gia đình. Vì thế, khi lựa chọn cây trồng trong vườn, bạn cần tránh những loại cây sau đây. 1. Cây dâu trồng trước cửa nhà. Từ xưa đến nay, dân gian vẫn lưu truyền quan niệm kiêng trồng dâu trước cửa nhà. Vì trong tiếng Hán, cây dâu đọc là tang, cùng âm với tang ma, là biểu hiện của chết chóc. Ngoài ra, trong dân gian, cây dâu còn được dùng để trừ tà ma. Muốn thịnh vượng, gia đình gặp nhiều may mắn thì tuyệt đối không nên trồng cây dâu trước cổng nhà. 2. Cây liễu hao tài tốn của. Trong vườn, đặc biệt kiêng kỵ trồng cây liễu. Trồng loại cây này có thể dẫn đến những xui xẻo, hao tài tốn của cho chủ nhân. Vì từ liễu nghe âm gần giống với từ lưu, tức là chảy đi, đổ đi mất. Vậy nên trồng cây liễu có thể sẽ khiến cho tài sản trong nhà chảy đổ hết xuống sông, xuống biển. Ngoài ra, còn có một cách nói khác, đó là rất lâu trước đây, mọi người cho rằng cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí đến nhà. Hơn nữa, cây liễu còn không kết hạt, khiến người ta liên tưởng đến phần con cái. Vậy nên, trồng cây liễu rất là không may mắn và không thích hợp trồng ở trong vườn nhà. 3. Cây hòe sau nhà, vùi dập công danh. Đối với cây hòe, không nên trồng ở sau nhà mà nên trồng ở trước cửa nhà để đem lại phúc lộc dồi dào. Bởi cây hòe tượng trưng cho sự may mắn thành đạt. Nếu trồng cây hòe sau nhà là vùi dập sự may mắn thành đạt, gia chủ sẽ không ngóc đầu lên nổi. Ngược lại, nếu trồng cây hòe trước nhà sẽ đem lại cho gia chủ sự may mắn trên đường quan lộc, giàu sang vinh hiền. 4. Cây bách. Cây bách được cho là loại cây không tốt lành và đặc biệt kiêng kỵ. Do cây bách thường được trồng trên phần mộ người đã mất, nên nó được cho là không mang tới may mắn cho người đang còn sống. Những loại cây nên trồng sân vườn. Cây cau. Cau là loại cây có thân thẳng, thanh mảnh nên không ngăn nắng sớm,
cũng như luồng ánh sáng cần thiết vào ngôi nhà. Bên cạnh đó, cau cũng không cản gió mát lành vào nhà. Không chỉ vậy, cau còn ít rụng lá, không làm hỏng cảnh quan phía trước nhà. Điều quan trọng hơn, cây cau khi được trồng trước nhà sẽ giúp tăng nguồn năng lượng dương, giảm năng lượng âm, từ đó mang đến may mắn cho gia chủ. Tre trúc. Cây trúc ngụ ý trời đất trường xuân, trời đất dài rộng. Trúc gần âm với trúc, có ý chỉ chúc phúc tốt đẹp. Theo phong thủy cổ truyền thường cho rằng trước và sau nhà có trúc là đem lại tốt lành cho cả gia đình. Cây tre là biểu tượng của tuổi thọ, bởi nó là loài thực vật luôn xanh tươi quanh năm trong bất cứ thời tiết nào và vẫn có thể phát triển trong những điều kiện rất khó khăn. Treo một bức tranh vẽ theo lối truyền thống hình dáng cây tre lá xanh tươi trong phòng học hay văn phòng có thể gặp may mắn về việc học hành và công việc kinh doanh. Trồng tre trúc trước cửa nhà giúp gia chủ xua tan điểm xui rồi, đánh bay mọi thị phi và nhân điều may mắn lên gấp bội. Dừa cành. Cây dừa cành sẽ mang đến điểm lành cho gia chủ, đồng thời giúp thanh lọc không khí cho cả gia đình. Không chỉ vậy, dừa cành còn giúp công việc làm ăn của chủ nhà được thuận buồm xuôi gió, phát lộc phát tài. Tuy nhiên, nó không mấy dễ kiếm và giá cả cũng không mềm mại. Nếu thực sự ưa thích, bạn hoàn toàn có thể trồng chúng trong nhà vì lợi ích thanh lọc không khí của dừa cành là vô cùng lớn. Cây thuộc họ cam, chanh, gồm có chanh, quất, cam, quýt, rất thích hợp đặt ở cửa ra vào. Đây là những loại cây mang đến nguồn tiền tài dồi dào cho gia chủ. Hơn nữa, quả cam, chanh giống như một kiểu mộc nhãn, giúp chủ nhân tinh tường, nhìn ra được cơ hội làm ăn, dự đoán được các nguy cơ trong công việc để hóa giải. Quý vị và các bạn thân mến, trồng cây trang trí sân vườn là một việc làm giúp cho không gian sống của chúng ta thêm trong lành, mát mẻ hơn, nhất là trong tình trạng không khí ngày càng ô nhiễm như hiện nay. Trong phong thủy, khi trồng cây trong vườn bạn cũng cần tuân theo một vài nguyên tắc nhất định nếu không muốn tiền bạc vận may đi mất. Hãy cùng khám phá ngay sau đây nhé! 1. Trồng cây trang trí sân vườn, cân bằng lượng cây ở mỗi bên nhà. Trong những trường hợp nhà ở được xây giữa mảnh đất, khi trồng cây ở trước cửa nhà, bạn cần đảm bảo rằng số cây hai bên nhà là bằng nhau. Như vậy mới giữ được hòa khí gia đình. Cũng không nên chọn một bên cây cao như cây nhãn, vải và một bên là những chậu cây cảnh thấp nhỏ như cây vạn niên thanh, cây đào, quất. Tuy nhiên, bạn vẫn nên chọn cây trồng bên trái nhà cao hơn bên phải một chút để tăng vượng khí vào nhà. Trong phong thủy học, người ta thường quan niệm những cây trồng bên trái của ngôi nhà kiểm soát sự tức giận của người chồng, cây bên phải kiểm soát sự tức giận của người vợ. Chính vì thế, nếu muốn gia đình luôn êm ấm, thuận hòa, thì bạn nên trồng cây tuân theo quy tắc phong thủy này. 2. Trồng cây trang trí sân vườn, không được để cây chết. Bạn nên dành một chút thời gian rảnh rỗi của mình để chăm sóc cây trồng trong vườn nhà mình. Tuyệt đối không được để cây héo chết trước cửa. Bởi đây là một trong những điều kiêng kỵ không tốt có thể khiến gia chủ gặp nhiều tai ương trong tương lai. Cụ thể, một cái cây chết hay héo sắp chết trước cửa nhà ở phía Tây Bắc sẽ ảnh hưởng đến người trụ cột trong gia đình. Ở phía Đông, ảnh hưởng đến con trai cả. Ở phía Đông Nam, ảnh hưởng đến con gái lớn. Và phía Tây Nam có thể gây ảnh hưởng xấu đến người phụ nữ trong một gia đình. Chính vì thế, khi thấy cây có dấu hiệu héo chết, nhanh chóng loại bỏ chúng đi và thay thế nó bằng một cây xanh tốt khác. Trong những ngày hè oi bức, tưới cây vào mỗi buổi sáng sớm hay chiều tà
là những gì bạn nên làm để đảm bảo cây có thể sinh trưởng và phát triển tốt. Như vậy mới mang lại nhiều điều may mắn tốt đẹp đến với gia chủ. 3. Trồng cây trang trí sân vườn, không được để cây to chạm vào nhà. Trồng cây to trước cửa nhà là một trong những điều không nên, bởi những tán lá rộng của cây có thể ngăn cản những nguồn dương khí đi vào nhà, khiến bên trong nhà luôn ẩm thấp, gây mất cân bằng âm dương, thậm chí có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Những cây trồng như đa, liễu, tùng còn mang đến cho ngôi nhà những nguồn năng lượng âm. Để cây to chạm vào nhà có thể khiến các thành viên trong gia đình luôn gặp nguy hiểm trong những ngày mưa bão, bởi những cây to hoàn toàn có thể bị đổ, gãy cành bất cứ khi nào. Chính vì thế, nếu trồng cây to trong vườn thì bạn nên đảm bảo khoảng cách nhất định với nhà, thường xuyên cắt tỉa cành lá để cây không rậm rạp, ngăn cản luồng khí tốt đi vào nhà. Tứ đại ma cây mang âm khí tuyệt đối không trồng trong khuôn viên nhà. 1. Cây dâu trồng trước cửa nhà. 2. Cây liễu hao tài tốn của. 3. Cây hoa hòe sau nhà vùi dập công danh. 4. Cây bách. Phú quý tài lộc, sống thuận phong thủy, phúc lộc ngập tràn.